để đồ ăn từ lưa đó nó cũng ăn. Không ăn. Giống như cái cảm giác mà mình nằm ườn mà không muốn dậy luôn á. Cơm nè, cá á, chị trộn với cơm á, nó lại nó lựa cá nó ăn hết trơn. Cơm nó mà có hai muỗng cơm à, nó cũng ăn. Con mà nó ăn hai con cá nọc bự và bá vậy đó, bự vậy đó. Ăn cá tàu vậy. Ờ, mà có hai muỗng cơm trộn vô những cho nó tắm nó ăn á. Nó cũng ăn, nó lựa cơm cá dùng. Mà người cá nó lụm nó ăn. Còn quá. Rồi ăn là phải đút cái gì, nó phải ăn là thôi để đó không à. Sáng là nó chị lo cho mà kéo để đó. Đó mà đó cút nợ. Ăn thử này thôi gì nè. Tối ăn thử đi. Nếu mà cô Hồng 10, 9, 8, 9 giờ. Nếu mà để cho nó đói nó có chịu ăn không? Nó cũng không tự ăn luôn. Nhất quyết không chịu ăn. Đói hả? Nặng lắm nó ngó. Cô đồ không vậy đó là. Nó bị cái đầu quá hả? Con bữa đấy ngủ phải không? Đi đem cơm thôi. Khỏi ngủ rồi, khỏi ngủ. Rồi xong. Quất xong. Đang đánh đá có nò đó. Mới là nhìn nó cho thêm tô nó đi. Bấm sâu. Làm bấm cho đi ăn cho anh Mai. Mày sâu sâu. Sâu. Mày đi chín lộ chứ. Nó chạy vậy xíu được gặp coi gặp. Quay lại. Đấy gì chứ. Cái thân phận này như heo không? Cái này mày khổ lắm rồi. Mày ăn xong no rồi, đóng thùng. Đi chơi thôi. Đi chơi cũng thích đi chơi với Lucky đó. Con đi chung. Rồi, con. Đó, nó đậu nữa đó. Cái gì vậy bà? Show show. Show show show. Đây đây. Sâu. Xe hết rồi. Sâu. Sao nhiều ngày không gặp thì thấy con rất là ngày nhiều ra hẳn luôn nha con. Đây còn đây là tiệm chiên que của cô Hồng này. Cô Hồng mưu sinh bằng việc bán chiên que nha các bạn. Ai đi qua khu vực làng đại học thì ghé ủng hộ cô Hồng nha. Còn chú thì long nhong đi chơi này. Đây là bàn của Su này. Nằm cũng hai đứa nằm gần nhau. Nhưng mà nói thật sự là mình chỉ dám động bàn Su thôi chứ mình không có dám động bàn này. Bạn này người nhìn bạn này bạn khó tính lắm, bạn ít nói, bạn chả nói gì cả. Biết không? Bắt cái xe đó, xe công an đó. Dạ. Công an nó hốt á. Dạ. Yeah. Mấy bữa công an nó vượt á nó hốt á. Ta lo là đẩy xe muốn chết. À. Bà nằm ở trên nó bàn nó ngồi đó, bà nằm đó. À. Mấy thằng với công an á, nó để tiếng cười, nó hút nó đi, nó nằm, nó đi, lại quá hả? Giờ này rất là bận rộn các bạn. Bởi vì bán hàng các bạn ơi.
sống tới học tiền rồi bắt đầu nó lườm lên nó trợn mắt. Im thinh vậy luôn hả chị? Ừ, vậy chứ làm gì ai? Mình mua là bao nhiêu tiền cô Hồng? Không, chưa biết nữa, giá chị nó hồi sáng nó kêu nó để không bắt đi về. À, rồi sắp sửa. Dạ Hồng. Vậy là bữa giờ nó tăng cân hả chị Hồng? Nó tăng cân nữa đó. Người ta nói chị đừng có cho nó ăn nhiều. Ăn cho nó ăn nhiều nó ra ngoài đây nó với cái quán của Tú này nó lụm đồ nó ăn. Chứ thấy thì quýnh không thấy nó nuốt. Dạ. Yeah. Mà còn nó bắt nó vô nhà hoài thì nó nằm á, cái nó không có đi tới đi lui, nó hoạt động á, nó càng mạnh nữa. Yeah. Hôm nay nó thành bếp phì rồi. Hôm nay nó thành bếp phì rồi. Dạ. Bữa nào chị cân thử nó chiều tí vậy. Cân thử gì chị? Cân lại chưa? Giờ chắc nó không cân. Dạ. Ta nói chị cho nó ăn thêm rau á chị. Xay có. Rau ra. Đâu chị mua rau, chị xắt nhỏ chị nấu chung với cháo á. Xắt cho nhuyễn, bầm cho nó. Rồi cái nào bỏ vô nấu cho nó. Nó không dậy cái gì đâu. Này cái đòi su thì nằm mà. Cô Hồng thì làm việc, còn su thì nằm ngồi. Người ta làm cái... việc vậy mà nó nằm nó thở dài. Cái mặt nó chụp ầm lên nè, cái ghê chứ. Anh như đưa đám luôn rồi. Đúng quá, đúng quá. Vãi bả luôn vậy chứ. Sao? Đấy bị cá đó xin đi bé. Đây hai bị cá rồi con xin đi con. Người mẫu mà. Người nổi tiếng mà. Đây, người nổi tiếng đang nằm mà. Cái mứa gì mà nằm kiểu đó. Ngủ này. Đím chím ngủ. Mặt mày nó mới đẹp, cái nó ốm nó nhìn nó xấu lắm. Đúng rồi á chị. Nhìn đã ba đen rồi ba ốm, nó nhìn nó gớm lắm. Vừa đen vừa gầy vừa ốm, xấu. Nó mặt lên nó đẹp. Nó thường nó ngẹn quá, có con chó đực á. Đang nước bán rồi nó thấy chó đực đi tới tìm nó. Lại thử chỉ được bà ta chạy. Được mà chạy quá trời chạy. Chị không? Được. Tôi thấy chứ được cái nó lại nha, nó không có. Nó được thì nó chạy muốn chết luôn. Chó hàng xóm hả chị? Ờ, chó hàng xóm á. Chắc không có lông, nó không chịu gì. À, có lông chắc nó không chịu gì. Hả? À, ai biết đâu, nó ngược nó chạy quá trời luôn, nó chạy muốn chết luôn. Dạ. Yeah. Nó không có cắn á mà nó chạy. À, con chó đực nó chạy hả? Hả? Con chó đực nó chạy hả? Ờ, chỉ đứa con cho xuống nó ngựa. À. Bây giờ nó cắn không được chứ, nó cắn không được chứ, nó cũng ngựa. Dạ. Cũng không giữ nó hù, gì. Nó hù người ta vậy chứ. Nó không làm gì. Làm gì ai? Dám làm gì. Nó cắn chết luôn á. Bữa nào gặp người chó mà hả ấy nó quất hả luôn. Bữa nó quất bữa coi rồi. Nè, mai chiều có em bé vậy, em đặt su, bà đặt tên bé Si. Su Si. Ừ, đặt tên con này cứ sao bé Su, cái kia bà đặt bé Si. Tưởng xong xe là khi nào về hả cô Hồng? Thứ 7 tám về. À, thứ 7. Đây, các bạn. Đây. Đây. Con ông ngồi đây đi. Như Milo vậy. Đô la chứ. Không phải, con này không phải đô la, con này con gì á. Con này có về chứ không? Hai con nào cũng là chó hết trơn, con kia nổi tiếng, con này nằm chèo queo nè. Chị biết sao không? Không phải.
con kia mình đụng vô nó vui vẻ, còn con này nó ăn no nhìn qua nhìn lại không, mình không biết sao. Tại con này thấy mấy ông không vui vẻ nó buồn. Ai mà dám đụng tới nó. Không dám đụng tới nó luôn á chị. Vậy coi là nó kìa. Cắn á, nó hung lắm. Đây nè. Đây nè, con kia không à, con nào cũng con bà Hồng hết trơn. Nó quất một cái chết luôn á chị ơi. Hung hung lắm á, hung dữ á. Con kia mà em nó cắn lên luôn mà. Con này cắn em rồi. Dạ hả? Em rồi, chú ơi. Mừng không con? Bà Xu sắp vào em rồi nha mọi người. Đây, sắp vào bà Xi nè. Bà Xu, bà Xi nè. Thứ bảy này là em của Xu rồi. Thứ bảy này là chị Hồng sẽ có cho em một em không đồng. Màu da bò. Đây, thứ bảy này chị Hồng sẽ đưa một em của Su về. Đây. Cũng là không đâu, xấu như Su luôn. Qua đây con. Có thể là xấu hơn nữa bởi màu qua da đây. Bò nha mọi người. Qua đây, đứng dậy qua đây con. Hả? Su. Giờ này chắc còn ngủ quá. Ngủ gì? Ngủ từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều chị Hồng cho ăn xong là vậy đó. Ở ngoài xong đi nào. Đây cái tiệm xiên que của chị Hồng đây mọi người. Cô Hồng này ngay được trường Đại học Quốc gia này, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đó các bạn. Tiệm xiên que này. Đây là đang đây là chim cút của Hồng ha. Cút này. Cái hết nguyên tô luôn cả. Vậy mà kêu giảm cân. Nó đâu có tự giác đâu, nó đói cho nó nằm đó để đồ ăn từ lưa đó nó cũng ăn. Nó ăn. Giống như cái cảm giác mà. Ai Su lên xe thì được mà không xuống xe được các bạn. Chỉ biết là ngồi ở đây thôi. Giờ tính sao nó gà cây cái hả, tao nói hả, đá dĩa nó cũng đá. Nó sợ cây á.